Hồi đó giờ á, Hào á thì hay nước mỡ hành hoặc là nấu cháo Hào Nhưng mà hôm nay á, Mỹ có một cái món mới từ Hào nè Bây giờ mấy bạn cùng với Mỹ làm thử cái món gỏi Hào nha Mà mấy bạn nhìn cái dĩa Hào 6 con này Mấy bạn đón ở cái này là bao nhiêu nè 6 con Hào như vậy á, là hết 95k đó Tính ra một con này tới 16k lần đó Trong khi á, ở ngoài quán á, Mỹ thấy người ta bán tầm khoảng 20 đến 25K Mà người ta đã chế biến sẵn luôn rồi Cho nên là Mỹ chỉ mua có 6 con này thôi do ở nhà của mỹ thì không có cái đồ tách hào với lại mỹ tách cũng không có nổi cho nên là mỹ sẽ đi luộc rồi mình tách ra cho nó dễ khi mà nước sôi thì mỹ để hào vô tầm khoảng một phút rồi mình vớt ra rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái muỗng mình khửi nó lên như vậy nè thì mỹ thấy là nó dễ tách hơn khi mà hào nó còn sống đó mấy bạn mặc dù cái thịt hào nó hơi teo là chút xíu nhưng mà mình thấy là rất là dễ tách ra luôn nha do mỹ thấy cái chỗ đó tắt quá cho nên là mỹ chỉ lấy có 6 con thôi mà sáu con á, thì làm sao mà làm đủ được cái dĩa gỏi đúng không cho nên á, là mỹ lấy thêm cái bịch mà người ta tách vỏ sẵn luôn như vậy nè cái bịch này á, nửa ký mà có 65 k thôi à do mỹ mua hào người ta tách sẵn á, cho nên là nó không có được tươi mỹ sẽ trụng lại với lại nước gừng và khi trụng với nước gừng á, thì mình sẽ cho thêm một chút xíu trắng vô nữa nha đợi cho cái nước sôi á, thì mình sẽ đổ cái dĩa hào vô nhưng mà mấy bạn đổ vô xong mình trụng cái mình lấy ra liền chứ mình đừng có để lâu quá còn nếu bạn nào muốn ăn kỹ hơn thì mình để lâu một chút xíu rồi mình vớt ra Rồi mình ngâm vô trong cái nước đá để cho hào nó được giòn và ngon nha Để làm cái món gỏi hào thì hôm nay mình sẽ sử dụng xoài Xoài này là xoài keo đó mấy bạn Nó hơi chua chua ngọt ngọt á, mình làm gỏi nó sẽ ngon Còn cái xoài mà nó ngọt quá thì mình làm gỏi nó cũng không có ngon đâu rồi mình có thêm cái củ cà rốt nữa cho nó có màu sắc đỏ đỏ nhìn cho nó đẹp cà rốt thì mỹ cũng sẽ bào sợi luôn nha mà mỹ thấy một củ cà rốt này thì nó hơi nhiều cho nên là mỹ chỉ bào khoảng nửa củ cà rốt thôi rồi mỹ sẽ cho thêm một chút xíu rau thơm như là rau răm húng lũi để cho nó có mùi thơm rồi bây giờ mình sẽ đi làm cái nước trộn gỏi nè mỹ sẽ cho tỏi này ớt đường rồi mình sẽ giả cho nó nhuyễn mà thường á nếu mà mấy bạn giả tỏi không á nó rất là dễ bị văng cho nó trơn trơn á mình bỏ chút xíu đường vô như vậy á thì nó sẽ không có bị trơn nó lại dễ giả hơn nữa rồi cho thêm nước mắm với lại khoảng 1 phần tư trái chanh thôi tại vì mỹ làm gỏi xoài nó đã chua rồi cho nên là chanh bỏ ít thôi chuẩn bị xong rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi trộn gỏi nè mỹ sẽ cho xoài cà rốt rau cần tây đó mấy bạn rồi mỹ sẽ cho một chút xíu nước trộn gỏi vô mình trộn đều lên cho cái xoài với cà rốt đó, nó thấm gia vị rồi bây giờ mình sẽ đổ cái dĩa thịt hào lên nha khi mà đổ cái dĩa thịt hào lên nè thì mỹ sẽ rưới thêm một chút xíu cái nước sốt trộn gỏi lên nữa rồi mẹ sẽ đi trộn hào với lại gỏi á, cho nó thấm đều với nhau mà cái gỏi xoài này nè nó ma bị sợp lắm cho nên mình trộn á là mình ăn liền chứ mình để lâu á là nó bị xìu ăn không có ngon nữa nha rồi mẹ sẽ cho thêm một chút xíu đậu phộng nè rồi bỏ thêm một chút xíu rau thơm nữa cho nó thơm cái món gỏi hào này nè ăn nó chua chua ngọt ngọt con hào á thì nó rất là béo cái món gỏi hào này á, thì mình sẽ ăn kèm với lại bánh phồng tôm và chấm với lại nước mắm chua ngọt mà mỹ thấy á, cái món gỏi này ăn nó vừa lạ mà lại cũng rất là ngon luôn á giờ mời mấy bạn ăn gỏi hào với mỹ nha